Hôm nay mới ăn xuống xã văn giáo mới ăn cho quà nè. Chị vợ chồng anh Hiếu, chị Dân, Úc Bình, Mỹ Dung mới ăn cho bốn anh em, năm anh em trong gia đình để cùng với nhau để phát quà cho bà con ở xã văn giáo. Cái nguyện vọng của ba lúc còn sống, ba thương mấy người ở dân tộc ở Lý Văn Giáo đó, tại vì mấy ông xải thương ba lắm, cho nên mới ăn về mới ăn thực hiện cái nguyện vọng của mình. 20 năm rồi về mới làm. Ông nhàn đâu, ông nhàn đâu. Ông cố luôn hết tết bây giờ. Mà tôi đâu có chờ đi đâu, anh mà tôi đi hoài chứ sao. Mùa tiết hạ rồi á. Kệ quay đi. Chứ con không có biết chơi. Quay máy đứng đi con, để nãy máy ngang sang vậy. Giảng bớt rồi nè. Đây là cái phái đoàn đang đợi phát đồ xong. Máy chạy không đều hả? Hãy subscribe.
đã gắn bớt rồi nha. Cái thời lượng giao này cũng khoảng 1-50 phút. Thủy tài á. Hai chai nước tương đó đâu cưng? Đây nè, hai chai nước tương này cưng. Nước tương. Mắc cỡ hả? Đem về cho má nấu nướng cho ăn. Trời ơi, bà không có nước tương bỏ đói đó. Nó không biết gì. Chai chắc mắc cỡ cái gì. Bà già ép đi lấy đồ đó, không lấy giờ bị la sao? Cái này dư một phần. Hiện tại là bây giờ là đi 6 từ 8 để từ từ đi, để từ từ cho hết. Còn ai nữa không? Thì đủ thì đủ phiếu, chừng nào người ta không lợi thì mình thấy cảm thấy lâu thì cứ giải quyết ở đây. Thì từ từ với anh kìa, còn xuống sau lưng nữa kìa. Ai để xe lạp, không để xe lạp hả? Mau mau chị đó nha. Đây 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 thanh niên nghiêm túc. Bây giờ không trước ở đây rồi lấy sao em? Thanh niên nghiêm túc. Lấy bao gạo biết sao? Dễ thương. Cảm ơn đoàn thanh niên nghiêm túc. Rất là chu đáo luôn. Gạo này nó nãy giục nó để lên nó bị bể bao. Bể bao còn bao lấy ba bao lấy bao lấy cái bao bể á. Còn bể nhảy đầu cho nó. Bao lấy cái này. Còn bốn thêm. Còn gạo còn nhiều quá gạo còn chưa được hết. Tương á, tương. Mấy người ta lại dễ.